chào mọi người nhé. Lại tiếp tục xả những con máy cũng nói chung là khá là chắc, khá là đẹp. Một con Shinowa 352 35cc khá đẹp mọi người, khá là đẹp. Máy Japan ha, ok, đẹp này, đẹp xuất sắc. Làm Shinowa gì luôn, làm bánh xe nha, làm chắc tầm 40-45 gì. Bông sừng phụ này thấy hơi cứng các bạn, hơi cứng rồi nó bể lên, hơi cứng rồi nó bể cái nấm vú lên, là thay nấm khác nha. Xem nồng bao nồng nha mọi người, bao nồng ha. Bác này thì nó không có chất lửa đâu, bao năm ok, chế nó chế quanh rồi nha mọi người. Này là nó Shinowa này thì nó không qua cái chấn xích đâu, nó chỉ là cái chấn bụi vậy thôi chứ nó không có khó xích đâu. Ok, máy thì đẹp, đẹp ha, đẹp trong tầm giá, giá tốt luôn. Con này thì 35cc, hàng máy in Japan ha. Mở cái nắp trên ra xem, nó đẹp, kéo quanh rồi nè. À, chế quanh rồi ha, đẹp đẹp, nó đẹp là đẹp chê vậy đó, bao nồng hai ốc lam. Ok, xin hết, xài gia đình thì tuyệt vời, giá thì khá đẹp, 1.950.000 nha mọi người, 1.950.000. Máy rất là phê đấy, rất là bóng, còn bẩn nha mọi người, về vệ sinh ta. Em chỉ vệ sinh sơ bên ngoài thôi, mấy bao zin, bao zin dưới này rất là mới, nhìn là mọi người tự đánh giá được. Này là sinh phải nhớt, này là nhớt ra làm gan ti, gan ti sinh gió, ok, công tắc e cò. Ok, đẹp, máy đẹp, máy đẹp và đáng để mua, giá tốt cho mọi người ha. Em nhắc lại nha, 1.950.000, không có bao ship nha mọi người, máy chưa dọn, bao nồng, mọi người hiểu khái niệm là chưa dọn và dọn nha mọi người, dọn là người ta làm nổ xong xuôi hết rồi đó, về dùng, còn chưa dọn thì về mình dọn. Những con này mà không biết dọn nữa thì cũng chịu luôn, mò chút là nó xong thôi. 1.950.000 nha mọi người. Rồi, hình thức giao dịch thì đọc cái phần mô tả em cho em.